Mà tôi nói tiếp này, nói tiếp cái phần của hôm trước. Chúng ta đã học được cái phần cái bài học là cái phần là trong chương trình là kiểm thử và gỡ lỗi, đúng không? Tôi nói lại một chút kia cái ý này. Hôm trước chúng ta đã học một cái phần đầu của bài học này là chúng ta nhận diện được cái phân loại các lỗi trong 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 Python. Loại lỗi chương trình trong Python. Chưa? Chúng ta đã biết là tôi trình bày rồi đấy, thì Python là chương trình thông dịch. Cho nên là lỗi của nó là nó được chia làm 3 loại như sau đây này, vì lỗi chương trình nhé. Nó chỉ là ba loại. Loại thứ nhất là lỗi cú pháp, lỗi cú pháp. Khi mà chúng ta chạy mà gặp cái lỗi như vậy thì nó sẽ mà ra một cái thông báo là syntax error. Thì riêng với cái syntax error lỗi cú pháp thì chúng ta sẽ phải vào chúng ta sửa, không 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 cách nào khác cả. Chúng ta phải biết là nó lỗi ở cái dòng lệnh nào, nó là lỗi của cái câu nào, và chúng ta phải sửa. Cái loại thứ hai là cái hình thức lỗi rất là hay gặp ở trong Python, là khi nó chạy đến một cái lệnh nào đó không phải với cú pháp nữa, nhưng mà nó văng cái lỗi ra do rất nhiều nguyên nhân xảy ra trong chương trình. Thì cái loại thứ hai này chúng ta gọi là, thực chất nó chính là lỗi logic của chương trình khi chúng ta chạy chương trình đó. Nhưng mà trong Python thì nó có từ một từ riêng, nó gọi là lỗi ngoại lệ. Để chú ý nhé. Tức là tất cả những lỗi mà nó văng ra ở trong Python mà không phải là cú pháp thì nó chính là lỗi ngoại lệ. Cái từ Anh nó là exception nhé. Exception. Exception. Đó. Thì cái lỗi ngoại lệ này thì bao giờ nó văng ra nó cũng thông báo một cái mã lỗi. Bao giờ cũng có một cái mã lỗi ngoại lệ. Rất quan trọng luôn. Mà hôm trước tôi nói rồi là cái ở trong chương trình ấy, trong sách giáo khoa thì chỉ đưa ra khoảng gần 10 cái lỗi ngoại lệ, nhưng mà ở trong máy lưu là rất nhiều cái lỗi ngoại lệ đó. Đây là một chỗ rất là hay của Python nha. Thì mỗi một cái lỗi đặc thù, cái lỗi gì đó thì nó sẽ văng ra thông báo một cái mã lỗi ngoại lệ riêng, và khi chúng ta lập trình nhiều ấy, chúng ta quen ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái mã lỗi này là chúng ta biết được đây là chính là cái lỗi loại gì và lỗi như thế nào, và chúng ta dựa vào đó chúng ta sẽ sửa. Và trên một cái dòng mà khi nó văng ra, bây giờ chương trình văng ra nó cũng dừng lại một cái dòng thông báo ở trên cái dòng đó là cái lỗi tại dòng đó đấy, và là thông báo một cái lỗi ngoại lệ, và chúng ta quan sát cái mã lỗi để chúng ta sẽ sửa. Còn loại thứ ba là cái loại là chương trình dạy không hề có lỗi ngoại lệ, không văng ra, nhưng mà kết quả sai, thì cái này người ta gọi chung là lỗi ngữ nghĩa, lỗi ngữ nghĩa, lỗi ngữ nghĩa. Thì đối với em đây là đối với em là đối với Python. Còn đối với Pascal và C thì nó chỉ có cái lỗi này thôi. Đây là lỗi này, đây là lỗi em lỗi lỗi mà Pascal và C gặp. Còn có lỗi ngoại lệ này, lỗi ngoại lệ thì trong Pascal và C nó không chỉ rõ ràng là lỗi nào, mà nó chỉ là chạy chương trình và nó mang ra cái lỗi người ta gọi là lỗi runtime error, là lỗi chương trình dừng, chứ nó không không cụ thể như là Python. Nhưng mà Python là cái chương trình mà do là thông dịch, cho nên nó có một cái gọi là nhược điểm đi, là chạy chậm hơn so với Pascal và C. Nhưng ưu điểm hơn hẳn là cái lỗi của nó là rất là tường minh rõ ràng, không như là Pascal và C. Vậy các bạn thấy như vậy, giữa so sánh giữa Python và Pascal và C thì mỗi cái nó có một cái ưu nhược điểm riêng. Thì các bạn đã thấy rồi, đây là cái Python là ngôn lập trình rất là sáng sủa, tất cả những cái nhóm lệnh là phải hai chấm xuống dòng thụt vào, và như vậy cách viết của Python là nó rất là rõ ràng rành mạch, nó không hỗn loạn như là Pascal và C.
Cho nên hiện nay là rất nhiều các cái sách giáo khoa về thuật toán ấy là hầu hết là dùng cái ngữ Python để chúng ta mô tả cho nó dễ quan sát hơn. Thế và một cái ưu điểm nữa là cái Python nó cho phép chúng ta là nhận biết lỗi rất là nhiều, nó cho phép chúng ta mô tả nhận biết được rõ ràng các kiểu lỗi khác nhau. Như vậy là đối với Python dễ dàng gỡ lỗi hơn rất là nhiều lần so với Pascal và C. Với Pascal và C thì nó chỉ văng ra một cái lỗi là lỗi runtime error, và là kiểu chết không biết trong nó là lỗi gì, chúng ta phải mò mò mà từng chỗ một để chúng ta kiểm tra. Còn ở đây thì ta chạy sai lệnh nào nó hiện ra ngay cái lỗi lệnh đó và mô tả chi tiết cái mã lỗi ngoại lệ tương ứng đó. Thì đó là cái phần hôm trước tôi nói rồi nhé. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo, là phần nó nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là quan trọng. Phần này là phần như là cái phần là gọi là gỡ lỗi. Nhưng mà thật ra cái việc khái niệm gỡ lỗi thì thật ra trong Python nó đúng là nó có hai nghĩa, nó có hai cái từ, một từ là bắt lỗi và cái thứ hai là gỡ lỗi. Đấy, hai từ khác nhau nhé. Đấy. Trong chương trình, trong tên của bài tập, trong sách thì nó chỉ có từ gỡ lỗi thôi, không có cái từ bắt lỗi. Đấy, thì cái này là do là vì đây là khi mà các cái người các tác giả viết chương trình của chúng ta đấy thì họ không nghĩ đến như cái Python, họ chỉ nghĩ đầu óc họ chỉ nghĩ đến đến Pascal và C. Thì đối với Pascal và C nó chỉ có từ gỡ lỗi chứ không từ bắt lỗi, nhưng mà riêng đối với Python lại có thêm một từ nữa là từ là bắt lỗi. Thì tôi chúng ta sẽ tìm hiểu một chút cái này nhé. Thì thế nào là bắt lỗi, thế nào là gỡ lỗi? Như này, cái lỗi của Python, lỗi nhé, cái lỗi của Python, chương trình của Python, khi mà nó xảy ra rồi đấy, khi mà nó xảy ra rồi xảy ra thì chúng ta sẽ phải sửa chương trình, đúng không? Chúng ta sẽ phải tìm hiểu, chúng ta sẽ phải sửa chương trình, sửa chúng ta sửa lỗi là chúng ta đó. Thì cái việc mà chúng ta khi mà đã có lỗi rồi chúng ta sửa nó, Làm từ tầm 1. thì cái đó nó gọi chung cái từ là gỡ lỗi, Còn cái loại thứ hai hay hơn là bắt lỗi, tức là chúng ta chủ động, chúng ta bắt lỗi trước khi nó xảy ra, tức là chúng ta chủ động phòng ngừa và bắt lỗi để bảo đảm ra là nó không bị lỗi xảy ra nữa. Đấy, thì cái loại thứ hai này, cái này nó gọi là bắt lỗi. Đấy, như vậy thật ra nếu mà đúng mà chúng ta mà chi tiết ra thì nó phải có hai cái từ cơ, nhưng mà trong 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 sách thì chỉ nói sơ sơ cái phần này thôi, để gỡ lỗi, còn bắt lỗi là hoàn toàn không có nhé. Vì đấy, mà hôm nay mà tôi xin trình bày các bạn, tôi xin trình bày cho các bạn cả hai luôn, cả hai cái chuyện đó. Thế thì gỡ lỗi là cái gì? Gỡ lỗi là tức là đông na là chúng ta nhìn trình trình có lỗi, chạy chạy không đúng hay là cái gì đó, hay là nó văng ra, thì chúng ta sẽ phải, nếu mà lỗi ngoại lệ thì chúng ta sẽ phải quan sát mã lỗi và chúng ta sửa theo cái mã lỗi đó. Nếu một chương trình mà gặp lỗi ngữ nghĩa đấy, tức là không hề có lỗi gì cả nhưng chương trình ra sai, thì chúng ta có một số những cái công cụ giúp chúng ta là gỡ lỗi. Như vậy tôi nhắc lại về tôi viết lại đầu tiên là khái niệm là gỡ lỗi nhé. Thật ra là cái chuyện gỡ lỗi là một cái từ, một cái việc rất là khó chứ không dễ nhé, rất là dễ. Ở trong các công ty là phần mềm ấy, thậm chí nó có hẳn một cái đội riêng chuyên môn để làm chuyện này, nó gọi là đội đội test ấy, đội test chương trình, chỉ là cái đội chuyên môn để gỡ lỗi, để tìm lỗi và gỡ lỗi. Như vậy là gỡ lỗi là thực ra là một cái nghề. Ở trong một công ty làm phần mềm ấy, thì thậm chí những người mà làm gỡ lỗi còn nhiều hơn là những người lập trình kia. Chứ đừng có thấy cái chữ gỡ lỗi làm câu chuyện khó. Nhưng mà ở đây trong sách cũng chỉ viết vài ý đơn giản, thì đây là phần theo tôi là phụ mà, cho nên là nó chỉ nói đơn giản thôi. Thì như sau nhé, thì gỡ lỗi là như thế này. Thứ nhất nhé, là nếu nếu mà có lỗi ngoại lệ, nếu mà có lỗi ngoại lệ tức là chương trình đã dừng lại thật và vang ra thông báo cái mã lỗi ngoại lệ, thì chúng ta sẽ phải quan sát, chúng ta sẽ phải quan sát cái mã lỗi ngoại lệ, xem nó là gì, và từ đó chúng ta sẽ sửa chương trình theo cái mã lỗi đó.
theo từng cái mã lỗi. Ví dụ cái mã lỗi nó ghi là lỗi là do chia cho không, chúng ta kiểm tra cho đâu ở trong đó, trong cái dòng đó chúng ta là phép chia, và vì sao chúng ta lại chia cho không, chúng ta phải điều chỉnh cái mẫu số làm sao cho đừng để chia cho không nữa. Đấy. Cái mã lỗi nó ghi là name error, tức là cái tên đó nó không biết, nhưng chúng ta hiểu đây là một cái tên chúng ta có thể viết sai cái tên, cái biến nhớ ấy, hay là sai tên tên hàm. Tên hàm của nó là viết chữ thường, chúng ta viết in hoa nhưng mà lại bị sai tên, chúng ta phải sửa lại tên. Đấy thì cái chúng ta phải dựa vào từng cái mã lỗi một để chúng ta sẽ sửa chương trình theo từng mã lỗi. Đấy thì đó là cái mức gỡ lỗi, là nếu có lỗi ngoại lệ thì chúng ta sửa. Cái mức hai khó hơn là sửa lỗi, tìm tìm và sửa lỗi ngữ nghĩa. Tức là chương trình chạy thông rồi nhưng kết quả ra nó sai. Được chưa? Thì trong cái sách của chúng tôi viết thì đây chúng ta có một vài cái công cụ thôi để chúng ta giúp chúng ta là sửa và tìm lỗi ngữ nghĩa. Thì cái công việc này nó gọi là debug chương trình đấy, debug. Và như sau này, mà cách thứ nhất là chúng ta sẽ là tạo các điểm dừng, tạo các cái điểm dừng chương trình. Chúng ta cho chương trình dừng lại ở một cái lệnh nào đó, xong chúng ta sẽ kiểm tra những cái biến nhớ, những cái dữ liệu của chương trình tại thời điểm đó xem nó đúng hay là sai. Chúng ta dựa vào các cái điểm dừng đó chúng ta tìm lỗi. Cái loại thứ hai là chúng ta có thể tạo các cái biến trung gian và in ra màn hình để chúng ta quan sát, và chúng ta dựa vào những cái biến trung gian này chúng ta sẽ in ra các cái giá trị của nó trong quá trình chúng ta chạy, và dựa trên đó chúng ta tìm hiểu được cái lỗi. Đây là một vài cái lỗi nhé, hoặc có thể là một cái lỗi khác là gì, một cách khác là chúng ta chỉ có hai thôi, chỉ có là hoặc là tạo điểm dừng hoặc là tạo các biến trung gian và các lệnh in, đưa thêm các lệnh in kết quả trung gian. Đó. Như chúng ta cần gì, cần tạo ra cho đầu vào là một cái dãy dãy A, kết quả ra là dãy A phải được xếp theo thứ tăng dần chẳng hạn, thì chúng ta mỗi một lập chúng ta in ra dãy A ra, xem kiểm tra xem chỗ nào nó không xếp đúng, mà chúng ta dựa trên đó chúng ta sẽ sửa. Đấy, thì đó là cái phần này là phần cũng nói rất rất đơn giản, này không có gì cả, thì các bạn có thể cái phần này tôi là cũng dễ dàng, nhưng mà đi sâu vào thì khó, thực hành khó, nhưng mà trong sách giáo khoa cũng viết rất là ngắn, thấy chưa? Thế bây giờ tôi sẽ nói sang cái phần tiếp theo là cái phần mà tôi muốn nói hôm nay đấy, tức là cái cách chúng ta bắt lỗi. Phần này thì không có trong sách giáo khoa nhé. Thật ra là không có, là vì như thế này, khi ban đầu khi mà chúng tôi viết cái sách này thì chúng tôi có viết cái phần này ra, nhưng mà hội đồng thẩm định bắt bỏ đi. Đây là một cái nhóm khác họ đề nghị là họ bảo cái này nặng quá bỏ đi, thì đành bỏ đi thôi, nhưng mà theo tôi thì là phần rất là hay, đặc biệt nhất là trong cái việc bắt lỗi, tức là chủ động để chương trình không bị lỗi xảy ra, thì một trong bắt lỗi hay nhất tức là cái bắt lỗi cho cái phần nhập dữ liệu. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả luôn cái phần đó nhé. Khi mà chúng ta mà viết cái chương trình mà để nhập dữ liệu ấy thì nó hay bị lỗi lắm, thì làm thế nào để mà thông báo cho người dùng là người dùng đã nhập sai rồi, làm thế nào cho họ sửa được họ, thì cái phần đó tôi sẽ nói ngay bây giờ là cái mã lỗi. Tôi lấy ví dụ nhé, đơn giản thôi, bây giờ chúng ta viết một chương trình như thế này là nhập số mà tự nhiên n, đúng không? N trong đó tính, tôi lấy ví dụ nhé, tính tổng các ước thực tự của n, lấy ví dụ thôi, một tập rất đơn giản nhé, một cái bài đơn giản như này thôi. Đấy. Chúng ta làm như sau, bài này dễ rồi, không có gì, tôi viết là n này bằng này in này, và chúng ta sẽ nhập đúng không, input này, nhập số tự nhiên n. Đấy. Sau chúng ta viết cái tính tổng, chúng ta viết tính tìm s bằng
không, sau đó là for in range. Đây. Không cho đến n cho đến n chỉ một đúng không? N như này. Nó kiểm tra if if nhé. If n mà chia hết cho y. Ví dụ này thôi thì chúng ta sẽ tăng s bằng s cộng y. Đấy. Nó chúng ta xem print S ra. Được chưa? Thông báo cho cái kết quả ra. Nhưng bây giờ làm bây tôi đi ra ngoài một cái tôi làm ví dụ một cái bài tập rất đơn giản thôi. Chúng ta thấy rằng là này là cái bài này là buổi thứ 9. Buổi 9 nhé. Nhập. Xem nào. Thứ nhất nhé. Đấy. Bây giờ chạy thử này. Một bài tập rất đơn giản đúng không nào? Đây. Thì nhập số 1 thì máy sẽ in ra đấy, nó báo lỗi đấy. 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 Cái chỗ này là lỗi khác nhá, cái chỗ này là đây là thấy đây lỗi chia cho 0 này. Như vậy là y chạy từ 0 đến đến n trừ 1 là sai, chúng ta phải để là y chạy từ 1 đúng không? Thì vậy này, như vậy là cái chỗ này là ta thấy lỗi. Như vậy đây đây là cái lỗi, đây là một lỗi ngoại lệ. Chúng ta quan sát được cái mã lỗi ngoại lệ. À, đây là mã lỗi ngoại lệ chính là zero division error, là lỗi chỉ số 0. Vậy suy ra là chỗ này là n chia y bằng 0. Thì số dư như vậy là y sẽ bằng 0. À, như vậy là sai chỗ đó. Chúng ta phải làm thế nào chúng ta sửa đi. Thì chỉ có chính là chỗ này. Thì này chúng ta cho y chạy từ thế này là bị sai, lại chạy từ 0. Chúng ta sửa lại như này nó sẽ không sao này. 1 2. Vừa có thấy như vừa rồi là tôi vừa cũng vừa sửa chương trình luôn mà cũng vừa demo cho các bạn xem cái cách chúng ta gọi là gỡ lỗi, cặp lỗi thì gỡ lỗi nhé. Xong vì chúng ta sửa này, chúng ta gõ 10 này, số nó là tổng các ước số thực sự của n của 10 sẽ là 8. Được chưa? Rồi như vậy tới đây là chương trình dạy xong. Bây giờ tôi làm thử lại nhé, chạy lại lần nữa này. Đây chạy lại. Bây giờ tôi lại gõ nhầm, tôi lại gõ là 10.8. Máy lập tức là văng ra. Một cái lỗi này là cái lỗi này không phải do chương trình, mà đây là cái lỗi là do người dùng nhập dữ liệu bị sai. Mà nó văng ra là lỗi nó là value error, nằm ở cái lệnh này. Vì cái lệnh này, cái hàm in này là cái hàm mà khi chuyển từ sâu sang sang số nguyên thì cái số đó nó chỉ chữ số nguyên thôi, nó chứa là 10.8 nó bị lỗi ngay. Được chưa? À, nhưng mà đây là một lỗi ngoại lệ. Lỗi lệ này lại là cái lỗi ngoại lệ không phải cho chương trình mà do người dùng nhập vào. Cái chuyện này trong quá trình nhập dữ liệu ở trong Python là hay bị lỗi như này lắm, rất hay bị lỗi như này. Đó. Thế bây giờ làm thế nào để mà bắt được cái lỗi này? Bây giờ tôi đang học lập trình bắt lỗi như làm thế nào để mà nếu người dùng mà bấm nhập vào số 5 là không lỗi, nhập vào số 20 là không lỗi, nhưng nhập số 10.8 là lỗi. Hoặc là nhập một chữ số lỗi, lấy ví dụ nhé, là một cái số khác. Bây giờ là tôi nhập mà đã nhận tôi nhập là 10, tôi đã viết nhầm là 10A như thế này, enter, nó cũng lỗi, nó cũng đặt lỗi là value error. Đấy. Như vậy là cái lỗi này là hoàn toàn do người sử dụng nó tạo ra. Đấy thì lệnh input là cái lệnh rất hay, lệnh quá trình nhập dữ liệu đấy, nhập và chuyển đổi dữ liệu là rất hay có lỗi. Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau thử nghiệm cái này phần này nhé. Là làm thế nào để bắt được cái lỗi này? Làm thế nào mà người dùng có nhập thế nào thì nhập chương trình cũng không 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 văng ra. Thì như sau nhé. Bữa nay chúng ta làm như sau này. Bây giờ tôi làm ý thức muốn là nếu mà dùng mà nhập một số là số nguyên thật sự thì là không là chạy con lành. Nếu mà dùng nhập là số thực hoặc là một cái số không phải số nguyên mà cái hàm in này nó văng lỗi ra thì chúng ta sẽ phải bắt được lỗi đó. Chúng ta sẽ phải thông báo cho người dùng bạn nhập sai rồi, đề nghị nhập lại. Hoặc là nhập sai rồi thôi, và chương trình sẽ bỏ qua, chương trình là không làm là không chạy. Thế làm thế nào bây giờ? Đây thì bây giờ tôi cho ta cùng nhau xử lý cái bài này nhé.
Thì cách bắt lỗi này là một cái rất hay của Python nhé. Thì như sau, bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn cái cách mà bắt lỗi ở trong Python là như này nhé. Thế là cái bắt lỗi của Python nó rất là phức tạp, nhưng mà tôi sẽ chỉ với các bạn một một cái phương án đơn giản thôi nhé, làm bắt lỗi ngoại lệ bằng bằng cái lệnh, hay là bằng cái từ khóa là try. Đây là một cái lệnh hẳn hoi nhé, đây là một cái từ khóa ở trong Python. Thì cái lệnh try này nó là một cái lệnh thôi, mà cái lệnh này nó có cái chức năng là đúng nghĩa là bắt lỗi ngoại lệ. Thì như sau nhé, đây thì giả sử chúng ta khi mà chúng ta sẽ in trình ý, thì nó có một số lệnh nào đó. Tôi ví dụ đây, đây 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 là cái lệnh nhé, một cái nhóm lệnh một này, lệnh hai vân, có thể một số lệnh đấy, không phải là lệnh lệnh thì n chẳng hạn. Đây là nhóm n, cái lệnh mà có thể nó gặp lỗi ở trong cái gặp lỗi ngoại lệ ở trong cái này, mà hay tôi chưa chưa tôi không biết là như thế nào, nhưng mà thông thường là cái lỗi là do người dùng nhập ấy. Thì làm thế nào mà để mà khi gặp lỗi ngoại lệ trong nhóm này thì chương trình nó không văng ra, thì làm thế nào? Thì làm như sau, đây mình tôi cho các bạn xem nhé. Cách làm như này là chúng ta sẽ phải đưa tất cả các lệnh này vào một cái lệnh là try. Chúng ta lệnh try ở trên này và chúng ta hai chấm xuống dòng. Thì như vậy là cái nhóm lệnh này là cái nhóm lệnh sẽ chạy chạy trong cái lệnh try đấy, và sau đó là chỗ này nó có một cái dòng chữ, có một cái từ khóa là except except except, sau đó là một cái từ nữa cũng là từ khóa, một từ khóa là một cái từ nó là exception exception, được chưa? Xong là hai chấm, và sau đó chỗ này là một cái lệnh thông báo, làm cái lệnh lệnh thông báo lỗi hay gì đó đấy. Thì đây chính là cái lệnh như tôi mô tả các bạn nhé. Đây chính là cái lệnh, là cái công cụ để bắt lỗi ở trong Python, mà nó rất đơn giản như sau nhé. Bình thường ấy, nếu mà chúng ta chạy chương trình như bình thường là đây nó là lệnh một, lệnh hai, lệnh n, được chưa? Thì chạy bình thường, nhưng mà nó gặp lỗi ngoại lệ thì nó sẽ văng ra, gặp lỗi ngoại lệ nó văng ra, lỗi ngoại lệ nó văng ra. À, nhưng mà khi chúng ta đưa vào cái lệnh này thì nếu mà chương trình không không chạy cái này mà không lỗi thì sao, thì không không sao nhé. Còn nếu mà gặp một cái lỗi ngoại lệ nhé, thì chương trình không văng ra và chương trình sẽ không chạy cái đáp này nữa, và sẽ chuyển điều khiển sang sang chỗ này và chạy cái lệnh này đấy. Như vậy cái lệnh try này có nghĩa như sau nhé. Ý nghĩa của lệnh try là như sau, các bạn ghi vào đây này, ý nghĩa nhé, rất rất đơn giản thôi. Ý nghĩa này là nếu nhóm lệnh là lệnh một lệnh n đấy, nếu nhóm lệnh này không có lỗi, không có lỗi ngoại lệ thì không sao, không có lỗi ngoại lệ nhé, thì chương trình chạy bình thường, thì chương trình chạy bình thường, chạy bình thường. Và cái lệnh mà sau ở trong exception này là không có nhé, chạy bình thường và bỏ qua lệnh ở trong cái phần exception, bỏ qua lệnh báo lỗi, lệnh thông báo lỗi, lệnh thông báo lỗi, được chưa? Còn nếu nếu mà trong quá trình chạy cái nhóm lệnh kia mà gặp lỗi ngoại lệ, nếu nhé, nếu nhóm lệnh nếu cái nhóm lệnh kia nhóm lệnh là lệnh một, lệnh hai, lệnh n, bất kỳ một trong lệnh này mà có lỗi ngoại lệ thì sao nhé. Nếu mà có lỗi ngoại lệ thì chương trình sẽ bỏ qua tất cả n lệnh đó, bỏ qua tất cả n lệnh và chạy cái dòng lệnh thông báo lỗi, và sẽ chạy
lệnh thông báo lỗi. Được chưa? Đấy, bạn thấy. Thông báo lỗi kia. Đó. Như vậy là cái lệnh try nó có ý nghĩa là khi mà chúng ta đưa cái try vào kia thì các cái lệnh các lỗi ngoại lệ ở trong nhóm lệnh từ lệnh 1 lệnh n sẽ nó sẽ không văng ra nữa. Nó chạy thôi, nó chạy không văng ra. Và nó chuyển điều khiển sang cái lệnh thông báo lỗi. Bạn thấy như vậy thì bạn thấy rất hay. Nhưng mà đây là một lệnh rất đơn giản thôi, nhưng mà nó giúp chúng ta là khi chạy chương trình thì cái lệnh này cho mình nó không bao giờ nó văng ra cả. Bình thường là nó văng ra đúng không? Gặp lỗi ngoại lệ nó văng ra. Còn cái này nó không văng ra và nó thậm chí nó thông báo lỗi là bạn có lỗi đấy và nó chuyển sang lệnh tiếp theo. Như vậy là cái là nó bảo đảm chạy toàn bộ cái phần này là nó không bị, nó không như bên này. Ở bên này là nếu chạy là gặp lỗi là văng ra, bên này gặp lỗi là gỗ thì nó thông báo lỗi. Nếu mà không có lỗi thì thôi, chạy bình thường. Đây nhưng mà đây chính là cái lệnh và lệnh bắt lỗi ngoại lệ. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cho ta làm thử một số cái ví dụ để chứng minh cái này nhé, để minh họa cho cái này. Thực tế thì không lỗi là phải n lệnh đâu, chỉ một lệnh hai lệnh thôi, không phải nhiều thế này. Nhưng bây giờ tôi sẽ mô tả sang cái bài của chúng ta nhé. Đây, cái bài này là bài mà người dùng chương trình rất hay gặp lỗi. Nếu người dùng nhập sai dữ liệu đầu vào thì thông thường chúng ta sẽ xử lý bắt lỗi thông thường từ lệnh nhập dữ liệu thôi, các lệnh khác thì hơi khó. Nhưng mà với bài này thì như vậy là cái bài này cái dòng số 2 này, dòng số 2 là dòng n bằng in, chính cái dòng mà đây là cái dòng rất hay gặp lỗi ngoại lệ đúng không bạn? Cái dòng lệnh này này, màu vàng này này là lệnh dòng này nếu người dùng nhập số tự nhiên thì nó không lỗi. Còn nếu người dùng nhập số thập phân hoặc nhập một cái sâu mà nó không phải là số nguyên thì lập tức máy báo lỗi. Như vậy lệnh này là máy sẽ văng ra và thông báo lỗi ngoại lệ. Nhưng mà lệnh này là lệnh rất hay không lỗi ngoại lệ. Bây giờ làm thế nào để chúng ta tránh được thì làm như sau. Nên bây giờ chúng ta sửa lại nhé. Bây giờ chúng ta sửa lại trên cái này. Và tôi để nguyên đây nhé. Để nguyên đây và tôi sẽ cùng các bạn tôi sẽ viết lại chương trình ở phía dưới nhé. Thì toàn bộ phần chương trình này tôi sẽ đưa vào một cái comment để cho dễ. Thì ở trong Python rồi là comment có dấu tăng như này là cái phần chú giải. Từ đó trở về về cuối dòng thôi. Cái chú giải này chỉ mô tả trên một dòng. Còn chúng ta muốn có comment trên nhiều dòng, chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ viết đây, chúng ta để đây là ba dấu nháy kép, và ở phía dưới này chúng ta sẽ gọi khóa lại ba dấu nháy kép. Đấy thì khi viết thế này thì toàn bộ cái phần này nó sẽ là comment. Đấy, mình không chạy nữa. Thì tôi vẫn giữ lại cái lệnh trên để chúng ta quan sát. Và bây giờ chúng ta sẽ viết chương trình thật xuống phía dưới nhé. Phía trên này là giữ nguyên cái này để chúng ta quan sát là cái đây là cái mã lỗi. Cái chương trình gốc, mà chương trình gốc đó là có thể có lỗi. Thì vì làm thế nào để cho nó không lỗi nữa thì làm như sau. Đây. Bây giờ tôi sẽ phải đưa cái lệnh là đây là try. Try đây. Hai chấm xuống dòng. Và chúng ta sẽ copy cái này vào. Chúng ta sẽ đưa cả cái này vào luôn nhé. Đây. Đây là một cách chúng ta đưa cả cái này vào. Đấy. Như vậy là nếu mà gặp lỗi ở đây thì là làm là máy nó đây, bây giờ chúng ta ra đây và chúng ta gọi là exception. Đấy. Đây chúng ta ghi là print print là bạn nhập dữ liệu sai, dữ liệu sai. Thì như vậy là cái chỗ này là cái chỗ mà hay gặp lỗi đây, vì có thể chúng ta sẽ tránh được lỗi. Để tôi chạy thử đoạn này nhé cho bạn xem nhé. Đây, chạy thử nhé. Đấy, chạy như bình thường đúng không? Như vậy là khi gặp lệnh try thì máy vẫn chạy như bình thường những cái lệnh này. Bây giờ tôi nhập là làm là 12 chẳng hạn, máy chạy bình thường, ra kết quả là 16, đúng. Bây giờ tôi chạy lại này. Bây giờ tôi nhập lại là không 12, tôi nhập lại là 1.90. Enter, máy báo là bạn nhập dữ liệu sai. Nhưng mà chỉ không hề văng ra đúng không nào, chỉ không hề văng ra. Đấy, nhưng mà đây chính là cái chỗ mà chương trình sẽ bị lỗi nhé. Nhưng mà cái lỗi rồi tôi làm như vậy cũng được rồi, nhưng mà nó không thật hay lắm vì thật ra chỉ có lệnh này là lỗi thôi, còn cái lệnh sau này là lỗi kiểu khác thì chúng ta không được gộp vào một chỗ được. Chúng ta liền tách ra.
cách như thế nào thì bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn nhé. Đây thì mình làm thế nào để chúng ta, hay tôi làm cách khác, mà tôi làm cách khác là như sau nhé. Được, tôi làm cách cách số 2 đi. Giờ tôi sẽ new và tôi sẽ copy cái này ra, copy cái một này sang và tôi sẽ sửa lại một chút để cho ra cái hay hơn nhé. Bài 2 đây, bài 2 cũng là nhập dữ liệu. Giống giống như vậy thôi, nhập số n, và tính tổng các ước số thực sự của n. Bài 2 này tôi sẽ muốn tôi làm cẩn thận hơn, không như bài 1. Bài lúc nãy là tôi gom cả cái này vào, tôi gom cả tất cả các lệnh này vào một chỗ là bị sai. Thật ra chỉ cần điều khiển cái lệnh này này thôi, đây lệnh hay gặp lỗi thôi. Rồi tôi làm như sau nhé. Bây giờ tôi làm như này. Không, tôi vẫn copy cái này lại. Vẫn copy cái này lại để tôi làm thử nhé đây. Trình 2 này nhé. Rồi. Trình 2 của tôi là như sau này. Trình 2 của tôi là tôi chỉ bắt lỗi lệnh try, chỉ bắt lỗi một lệnh này thôi. Đấy. 1, 2, 3, 4. Nhé. Được chưa? Sau đó là tôi sẽ làm như sau nhé. Bây giờ làm như nào? Bây giờ nếu gặp lỗi thì sẽ xử lý lỗi thì như thế nào? Thì làm như sau này. Khi chạy ở đây này, khi chạy ở đây thì là bình thường, thì là không có lỗi. Còn nếu mà gặp exception này thì nếu có lỗi thì làm gì? Đây này ở đây nhé. Thì làm như sau nhé. Bây giờ như sau nhé. Nếu gặp lỗi thì tôi dùng lệnh là tôi vẫn nghĩ vẫn lệnh là print thôi. Print bạn nhập sai. Bạn nhập dữ liệu sai. Dữ liệu sai. Được chưa? Nhưng mà chỗ này xử lý làm sao? Cái chỗ này này. Đấy, vì làm sao mà nếu mà nhập đúng ấy thì nó chạy ra đây, thì làm nào để nhập ra đây được. Đấy. Nhập đúng thì nó chạy cái này và nó bỏ qua lại này và chạy xuống dưới này. Đấy, thì làm thế nào mà làm được như vậy? Thì làm như sau, rất đơn giản như sau. Chúng ta phải đưa thêm một cái biến nhớ để mô tả cái kết quả nhập. Chúng ta gọi là chúng ta đặt KQ. KQ là cái kết quả mà chúng ta sẽ kết quả khi nhập. KQ bằng true nếu mà, hoặc là chúng ta để KQ bằng false, mặc định nó là false. Đấy. KQ bằng false tức là chúng ta mặc định chúng ta để là cái làm việc nhập dữ liệu là sai nhé. Rồi thì khi chạy cái này mà khi mà chạy đến cái này mà nó không lỗi thì nó sẽ chạy xuống dưới, và thế này chúng ta đặt một lệnh nữa phía dưới là KQ bằng true. Đó. Được chưa? Hoặc như này, hoặc chúng ta cần để chúng ta để như này, chúng ta không cần phải để như này. Nếu mà gặp lỗi print bạn nhập dữ liệu sai và đặt từ phía dưới này luôn cũng được. Đặt thế này là KQ bằng font. Đấy, được nhỉ. Như vậy là nếu mà chạy lệnh này mà không lỗi thì xuống lệnh thứ hai này đặt KQ bằng true. Còn nếu lỗi là KQ bằng font. Và đây chúng ta viết là nếu kết quả, tức là nếu mà chạy được gặp mà nếu mà nhập dữ liệu mà đúng thì chúng ta chạy lệnh này. Đây, viết lại nhé. Chúng ta đưa vào đây. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Chúng ta đẩy nó vào một tí thôi. Đấy. Chúng ta sửa lại một tí, lúc nãy sửa lại một chút thôi. Nhưng mà chúng ta không cần phải bắt lỗi bởi quá nhiều lệnh, chỉ bắt lỗi đúng lệnh này thôi. Còn cái lệnh này chẳng có cái lệnh chúng ta chèn vào để chúng ta xử lý cái phần sau. Như vậy là đây là cái lệnh try này, nó là một cái lệnh bao gồm có hai thành phần, một là bản thân lệnh try, sau lệnh try là hai chấm là những lệnh dùng để kiểm soát lỗi, để bắt lỗi. Sau đó là phần except để vào xử lý lỗi. Thì ở đây chúng ta chỉ việc là nếu gặp lỗi chúng ta đặt KQ bằng for, thì gặp lỗi thì nó không chạy phần sau này nữa. Được chưa? Rồi và chúng ta sẽ ghi lại cái bài này là in nhập nhập số n phiên bản 2 nhé.
Dạ, bấm này này. Chị thử nhé. Bạn đã hiểu chưa? Thì tôi nhập là 10.8 này thì máy thông báo ngay là nhập dữ liệu sai. Nhưng mà chương trình không hề văng ra. Tôi chạy lại nhé. Tôi chạy lại nhập nhập dữ liệu là 100, thông báo đúng là tổng các cái số của nó là 117. Tôi chạy lại xem là 24. 24 thì nó phải đúng là bằng 24. À 36 chứ, mà tôi nhập. Tôi chạy cái này là 36. 36 hình như nó chính là 36 đúng không? Nhập số 6 xem nào. 6. Cái số tự nhiên nào mà tổng các ước thực sự của nó bằng chính nó thì người ta gọi là số hoàn hảo. Như vậy số 6 chính là số hoàn hảo. Đó, như vậy là cái bài này chúng ta làm khá một chút rồi. Như vậy chúng ta có thể, đây là cái cách chúng ta làm, chúng ta đưa thêm một cái biến nhớ vào bên trong cái nhóm try để chúng ta định vị là nó đúng hay nó sai. Nếu mà nó chạy qua cái này rồi thì đúng, chứ là đúng, còn nó không thì là ta cách qua quy bằng sai ở đây thì xử lý phía dưới này. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ sang với bài này, bây giờ tôi sẽ vẫn là bắt lỗi nhưng mà tôi đưa ra micro cao hơn, là nếu mà chương trình mà nhập sai thì tôi bắt nhập lại. Nhưng tôi bắt người dùng nhập lại, nhập liên tục cho đến khi đúng thì thôi. Như vậy là chúng ta làm như sau: nếu mà chúng ta chương trình viết là nhập số tin n này, người dùng là gõ là 10 thì đúng luôn, trả kết quả luôn, tính luôn là các tổng các ức thực sự của n tính luôn ra. Còn nếu mà làm sai thì chúng ta yêu cầu nhập lại, viết là bạn nhập sai rồi hãy nhập lại. Thế làm như nào thì chúng ta làm như sau nhé. Cách thứ ba này, tôi sang cách thứ ba. Nhưng cách thứ ba là cách ba là yêu cầu người dùng nhập lại cho đến khi đúng. Thì đây là cách hay, rất hay dùng ở trên thực tế nhé. Rồi làm như sau này, chúng ta sẽ phải đưa cái lệnh try vào trong cái vòng lặp mà vô hạn. Đây, tôi viết là while nhé. Cái này rất hay dùng, rất quan chú ý, lệnh này là rất hay sử dụng. While true. Như vậy là while true là vòng lặp vô hạn. Đây, thì chúng ta làm try. Đây, chúng ta mà vẫn nhập cho bình thường nhé. Đây. Đây, chúng ta copy cái này sang này. Đấy. Được chưa? Đây nhé. Thì là chỗ nào chú ý này. Đây chúng ta vẫn có thể copy chỗ này, vẫn có thể là while exception nhé. Sau đó chúng ta vẫn in ra như bình thường. Đây, in ra cái lệnh này. Bạn nhập dữ liệu sai, yêu cầu nhập lại. Vì chúng ta đặt trong cái vòng lặp vô hạn mà. Các bỏ cái này đi nhé. Bạn nhập dữ liệu sai, chấm, hãy nhập lại. Được chưa? Như vậy là gì? Nếu đây là cái lệnh bắt lỗi này, nếu mà gặp lỗi này thì chương trình sẽ chuyển sang cái vòng try này, sẽ chuyển sang chạy cái phần except này, tức là thông báo lệnh print nhé. Sau đó lại quay lại vòng lặp while này. Vòng lặp while này là vĩnh viễn. Được chưa? Khi nào thoát ra, khi mà chạy xong lệnh này mà không sao cả thì thoát ra. Như vậy là sau lệnh này sang lệnh tiếp theo là lệnh này sẽ lệnh dùng thoát ra, mà các bạn biết là thoát ra khỏi vòng lặp vô hạn chỉ bằng lệnh là break thôi. Đó, như vậy chúng ta khởi như này, break đúng không nào, break. Đấy. Đây chính là cái lệnh mà chúng ta cần làm đây nhé. Như vậy là gì, lệnh try except để nằm đưa vào trong cái vòng lặp vô hạn, nhé. Thì đầu tiên trong lệnh try là gọi lệnh này, nếu mà lỗi ngoại lệ thì chương trình sẽ chuyển sang chạy cái lệnh này thì thông báo là bạn bạn nhập dữ liệu sai và nhập lại. Khi cái lệnh này xong, chương trình sẽ phải quay vào lại vòng lặp, vì đây là vòng, đây cái lệnh try này là lệnh lặp vô hạn mà.
Còn nếu mà chỉ chạy lệnh này mà không lỗi thì nó sẽ chuyển sang lệnh thứ hai là lệnh này, và chúng ta dùng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp while. Thì từ đây chúng ta xử lý bình thường nhé. Đây chúng ta sẽ vào dùng cái lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh này đây như bình thường, ta dùng cái lệnh này. Đấy, copy xuống nhé. Bị ấy vào đây quá đúng không? Đấy. Đấy. Đây, bây giờ chúng ta các bạn đi đây lệnh mà tôi muốn là làm các bạn đây rất đơn giản như thế này đúng không nào? Nhắc lại nhé. Nhưng mà lệnh while là cái lệnh mà sẽ lặp liên tục cái lệnh try này. Đấy. Mà nó chỉ dừng khi mà lệnh try này mà không gặp lỗi ngoại lệ thì nó chạy lệnh break và thoát khỏi lệnh while. Còn nếu mà có lệnh có gặp lỗi ngoại lệ thì nó sẽ chuyển sang lệnh này, cái except này, và nó thông báo dòng chữ là bạn nhập dữ liệu sai và hãy nhập lại, và như vậy nhập lại liên tục. Được chưa? Giờ bây giờ chúng ta chạy thử nhé. Bài này chúng ta là cái lệnh này là nhập số N3, nhập số N3. Đó. Để tôi thử các bạn xem nhé. Đây. Vậy lệnh này của chúng ta đã hoàn toàn là hoàn chỉnh. Chúng ta đã À, như chúng ta quên một cái lệnh là chúng ta quên một cái lệnh là đưa vào cho S bằng không ở đây đúng bị quên cho cái S bằng không ở đây là mình chạy đứng rồi mình chạy thử nhé. N, tôi nhập N là 8.9. Lỗi, nhập lại nhé. 9.0 lại lỗi nữa. Tôi nhập lại XY lại lỗi. Nhập lung tung lại lỗi. Đấy. Nhập liên tục. Liên tục. Khi nào nhập đúng số 7 đúng thì nó mới thoát ra. Thông báo là một. Bạn thấy không nào? Nhưng mà đây là một cái phương án nó chạy đúng. Chạy đúng. Được chưa? Đây là chính là cái lệnh này đấy, cái lệnh này mà ý nghĩa của lệnh try mà dùng rất nhiều, và chúng ta trong các bài tập mà với chương trình của Python ấy, thì hầu hết những cái lệnh mà cần cần bắt lỗi chính là các lệnh nhập dữ liệu nhé. Được chưa? Thế bây giờ tôi muốn bài này tôi muốn lại mở rộng thêm cơ, thì làm thế nào? Tôi mở rộng thêm là gì? Thông thường khi nhập dữ liệu ấy, là nhập số nguyên ấy, số tự nhiên ấy, mà tôi yêu cầu làm phải một số nằm trong một khoảng nào đó cơ. Như bài này tôi muốn là n phải nhập phải là một số dương. Còn nếu mà nhập số nguyên nhưng mà nhỏ hơn bằng không tôi vẫn báo lỗi. Đấy. Thì mình làm thế nào bây giờ? Mà cái điều kiện là kiểm tra một số n là số âm và số dương thì nó không phải là lỗi ngoại lệ. Thì làm thế nào để mà lồng cái việc kiểm tra yêu cầu của bài toán vào cái chỗ này? Nhận như vậy tôi cho làm lại này. Yêu cầu như sau này, chúng ta nhập số n này. Nếu chúng ta nhập mà một cái số nó là số thập phân hay là một cái sâu thì máy thông báo là bạn nhập dữ liệu sai, hãy nhập lại. Còn nếu chúng ta nhập một số n mà nhỏ hơn bằng không thì máy báo là thông báo là yêu cầu nhập số n phải lớn, nhập số n phải lớn hơn không, hãy nhập lại. Vậy chúng ta có hai cái thông báo nhé. Một thông báo là nhập dữ liệu sai, hãy nhập lại. Thì đây là cái thông báo liên quan đến thông báo liên quan đến gì? Liên quan đến là lỗi ngoại lệ. Còn lỗi một cái thông báo thứ hai yêu cầu là không phải lỗi ngoại lệ, nó chỉ là cái lỗi logic mà chúng tôi muốn lồng thêm vào thôi. Nếu mà dùng nhập số nguyên thật sự nhưng mà số nguyên đó là nhỏ hơn bằng không thì tôi không muốn, tôi muốn yêu cầu phải nhập lại để bảo đảm lại là phần lớn hơn không. Tại vì trong chương trình của chúng ta rất nhiều cái chương trình chúng ta phải nhập yêu cầu một cái số như vậy. Ví dụ chúng ta có thể nhập cái chương trình là nhập là ngày tháng năm chẳng hạn. Thì tháng phải nhập là một số vật là số từ 1 đến 12, không thể vượt quá 12 được. Không thể nhỏ hơn 1 được. Hay là nhập ngày thì phải là một số là lớn phải nhỏ hơn phải lớn hơn bằng 1 và nhỏ hơn bằng 31 chẳng hạn. Thế như vậy thì như vậy ở trong thực tế có rất nhiều bài tập là ngoài yêu cầu là nhập chính xác về kiểu còn có cái phải yêu cầu nhập chính xác về về mặt giá trị nào đó nữa. Thì đây là cái ví dụ. Được, tôi cho ra sang cái bài số 3 nhé. Vẫn là bài nhập N là bài số 4 chứ. Đây, bài số 4 yêu cầu bổ sung thêm, bổ sung là n phải phải là số tự nhiên
lớn hơn không, còn bằng không thì vẫn lỗi anh nhé. Như vậy là bài này sẽ có hai cái yêu cầu và là chúng ta phải chú ý. Thế cách làm như sau nhé, chúng ta sẽ dựa trên cái bài số 3 này, làm tương tự ở đây nhé. Tôi làm cùng các bạn, chúng ta cùng làm nhé. Đầu tiên chúng ta phải đưa vào một cái vòng lặp while và true như thế này nhé. Chúng ta đầu tiên là chúng ta vẫn try nhé. Try là chúng ta viết cái lệnh này, n bằng in này, input này, đúng không, nhập nhập số tự nhiên lớn hơn không. Đấy, chúng ta ghi rõ đây nhé, là lớn hơn không, viết hẳn lại, viết hẳn tự nhiên lớn hơn không là dễ đấy. Được chưa? Rồi, thế thì như sau này, nếu mà cái lệnh này mà người dùng nhập lỗi ngoại lệ, tức là nhập n không phải là nhập viên đầu vào như là 10.5 chẳng hạn, hay nhập vào là một sâu, thì máy sẽ báo lỗi ngoại lệ, thì chúng ta thực hiện ngoại lệ vẫn như cũ. Đây, vẫn như cũ nha. Except này. Đấy. Exception này, vẫn như cũ nha. Đấy. Vẫn như cũ, chúng ta viết lại là print nhập dữ liệu sai, nhập dữ liệu sai, hãy nhập lại vẫn như cũ. Được chưa? Rồi, như tôi muốn xử lý thêm, nếu mà người dùng nhập số n là đúng là số nguyên thật nhưng mà nhỏ hơn bằng không thì vẫn thông báo lỗi, là phải thông báo gì, số bạn nhập cần lớn hơn không, hãy nhập lại. Thì nó ở đâu? Thì nó ở đây này. Sau khi mà qua được lệnh này nhá, như vậy là lệnh là qua, là không lỗi lệ, thì nó sẽ sang lệnh 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 tiếp theo này, mà chúng ta kiểm tra luôn. If đấy, if n mà nhỏ hơn nó bằng không thì thông báo lỗi, được chưa? Đấy, thì thông báo lỗi thì như sau, thông báo lỗi là print, đây không phải là cái lỗi ngoại lệ mà đây là lỗi cho người dùng nhập thôi, là số cần nhập phải lớn hơn không, hãy nhập lại. Đây là cái lệnh thông báo khi mà người dùng nhập ký tắc n rồi là số nguyên nhưng mà nhập sai về mặt logic, hãy nhập lại. Đó, ta đưa vào đây, ta đưa vào đây rồi đấy. Và hết cái này nó quay lại đây và nó sẽ quay lại cái vòng ngoài này, như vậy nhập liên tục. Còn đây else là else, tức là khi mà người dùng nhập chính xác vừa số nguyên n đúng mà là vừa lại là lớn không, thì chúng ta làm gì? Chúng ta dùng lệnh break ở đây. Đấy, các bạn có thấy không nào? Và thêm một tí thôi, nó sẽ đầy đủ lắm. Break nhé. Đó. Thấy chưa? Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta có thêm một cái điều kiện nữa. Điều kiện này là điều kiện là kiểm tra lỗi logic thôi. Thì đưa nó vào trong cái lệnh try này. Còn nếu mà đúng là lớn lớn không thì chạy lệnh này. Chính lệnh break, lệnh break này sẽ thoát khỏi vòng lặp while này. Bây giờ tôi sẽ copy này lại, tôi làm như bình thường. Và đây là một cái bài tập mà nó yêu cầu là có cái gì? Đấy. Được chưa? Chúng ta chạy thử nhé. Đây, và chia cái bài này là nhập số n hoàn chỉnh. Và chúng ta phải làm 4 lần thì nó mới hoàn chỉnh được. Đây không nào? Thì tới đây thì mới là sự hoàn chỉnh. Chúng ta vừa lồng ghép cái yêu cầu về mặt nhập dữ liệu, về mặt ngoại lệ đúng và đúng, và cái thứ hai yêu cầu logic khác nữa. Tôi chạy thử nhé. Đây. Tôi nhập là bài nhập của tôi là 100.8, mạnh báo lỗi ngay, là nhập dữ liệu sai hay nhập lại. Tôi nhập là 7.9 cũng báo lỗi luôn. Tôi nhập là trừ 19 báo lỗi khác, là số nhập phải lớn hơn không. Tôi nhập không cũng lỗi. Như vậy liên tục, khi nào mà hết lỗi thôi. Tôi nhập là 19 là máy báo lỗi, máy thông báo chính xác. Người đã hiểu chưa? Các bạn đã hiểu cái phần này chưa? Như vậy
Chúng ta nó chỉ có là lệnh nó chỉ có là lệnh try đây. Try và exception thôi. Mà xử lý nó rất đa dạng như vậy đấy, bạn thấy không? Đây chính là cái phần mà cái phần này là phần khi mà tôi viết sách giáo khoa tôi muốn đưa cái này vào nhưng mà bị trên cái hội đồng thẩm định phía trên họ họ gạt đi, tôi ban thành thành nên là không đưa vào được. Mà cái này theo tôi cái này rất hay trong quá trình chúng ta dạy cho học sinh, chúng ta có thể dạy cho học sinh cái phần này vì nó rất đơn giản thôi mà, nhưng mà nó rất hay. Như vậy là Python cho phép chúng ta là lập cái chương trình mà khi nhập dữ liệu đầu vào đấy, từ bàn phím từ file đấy, chúng ta có thể kiểm soát được cái lỗi đầu vào chính xác được. Nếu người dùng nhập dữ liệu đầu vào từ file hay nhập từ bàn phím nhưng mà nhập sai về mặt quy tắc, là nghĩa là nhập số nguyên là thành số thực chẳng hạn, thì máy báo lỗi là lỗi ngoại lệ. Ngoài ra chúng ta có thể đưa vào những cái lỗi logic rất là phức tạp được rồi. Như vậy là xong, tôi vừa mới trình bày xong cái phần này, liên quan đến chính là cái phần liên quan đến và kiểm thử lỗi nhé. Vậy tới đây thì tôi vừa xong cái phần chương trình chính của toàn bộ chương trình chính của sách giáo khoa đấy. Bây giờ tôi bắt đầu sang phần còn ít thời gian, còn hôm nay còn ít thời gian tôi sẽ bắt đầu sang cái phần tôi gọi là tuần và trình bày thêm những cái mà theo tôi rất là quan trọng với em này của chúng ta. Bây giờ như này nhé, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một số các bài tập như này. Phần ra ngoài này thôi nhé. Nhưng mà tập 1 này, cho trước một cái dãy bất kỳ. Bây giờ yêu cầu là gì? Yêu cầu là cần lọc ra những cái phần tử mà nó mà lọc ra những cái số những phần tử mà nó lớn không của của cái dãy này nhé. Ví dụ như là A của chúng ta đây, A là một cái dãy nhé, 1 này, 2 này, 0 này, trừ 9 này, 10 này, 12 này, 0 này, 0 này, 4 này, trừ 7 này. Mẹ A là một dãy số nó rất là đa dạng như vậy. Thế thì cần lấy ra dãy B là cái dãy là gồm những cái phần tử của A mà lớn không. Lớn không. Thì làm như nào? Thì bài đang chúng ta làm như sau. Chúng ta tạo một cái dãy B là rỗng, sau đó chúng ta diệt các phần tử của A. Nếu phần tử đó mà lớn không chúng ta đưa vào chúng ta kiểm tra diệt là for for x in A. Đấy, ở trong bài phần nó thực tiện lắm, diệt thêm một dãy ra dễ in A kiểm tra này if nhé, if mà lớn không thì mới đưa vào B, thì chúng ta đưa vào B chúng ta dùng lệnh B pen B à. Được chưa? Mình xong chúng ta như vậy là xong. B chính là cái B chính là ô nhầm chỗ này là B nhưng mà nhầm chỗ này nhé. Đây tôi biết, đây tôi biết bị lỗi luôn, các em ta sửa lại đi nhé. Chỗ này không phải là B chỗ này là x rồi. Như vậy là for x in A, if x lớn không chúng ta đưa x vào B. Đó, thì đó là cái cách chúng ta làm thường. B chính là các cái phần tử. Ô. Quý vị vì sao sai không nào? Vì tôi chưa đặt lại nó bằng rỗng, nó bị thế nhé. Đặt lại là, như vậy đặt lại là phải là B bằng rỗng này. Thì chúng ta mới đúng nhé. Rồi, bây giờ đặt lại cái này là mới đúng. Rồi, B đúng rồi đấy, B đến B. B chính là các phần tử khác lớn không của A. Được chưa? Chúng ta có hiểu không nào? Nhé. Bây giờ tôi làm bài số 2 nhé. Những cái bài như này là làm nó làm nó có rất là nhiều luôn nhé. Bây giờ như này, bây giờ tôi làm một cái hàm và tôi sẽ kiểm tra. Bây giờ đầu bài là cho trước dãy A bất kỳ. Bây giờ mà đây bây giờ A nhé, A có cả số âm số dương. Thì bây giờ hãy tạo ra dãy B là các phần tử của A nhưng mà lấy chữ tuyệt đối lên.
Vậy là số âm ta chuyển sang số dương, dùng chữ tuyệt đối để chúng ta chuyển nhé. Thế làm như nào? Để tôi lấy như A bằng này, A bằng 1 này, trừ 1 này, 9 này, trừ 10 này, trừ 10 này, trừ 6 này, 7 này, trừ 5 này, trừ bộ trừ là trừ 5 này, và 0. Bây giờ cần tạo dãy B. B là các phần tử là chính là chữ tuyệt đối của A. Các phần tử của A. Mà dãy B sẽ phải là 1, 1, 9, 10, 6, 7, 5, 0. Nhá. Làm như sau. B bằng như thế này. Xong là for x in A. Những cái bài như này là có rất nhiều ở trên thực tế. Sau đó chúng ta sẽ đưa B đưa vào đây. Và chúng ta dùng cái hàm là hàm tuyệt đối là hàm ABS. Chúng ta dùng nhé. ABS là chính là hàm tuyệt đối của một số x. Chúng ta đưa tuyệt đối của x thì vào B. Đấy. B chính là cái dãy là gồm các phần tử là các cái giá trị tuyệt đối của A. Đấy, chúng ta được chưa? Đó, thì cái cách đây là cái cách mà hay làm mà các bài tập như này thì nó có nhiều lắm, nó có rất là nhiều luôn ở trên thực tế đấy. Cho trước dãy A hãy tạo một dãy B, hay hãy tạo một dãy B là các cái số nguyên tố của A. Cho trước dãy A tạo ra một dãy B gồm các số là chẵn của A, hay gồm các số lẻ của A, hay gồm các số mà các số hoàn hảo của A. Có thể có rất nhiều những cái bài tập như vậy. Được chưa? Vậy từ một dãy A cho trước tạo một dãy B như thế. Hay thì cái ở trong cái việc ở trong bài thân nó có một lệnh rất rất quan trọng, thì xin phép là các bạn nó gọi là lệnh tạo dãy nhanh. Cái này các bạn đã nghe rồi, tôi nhắc lại một lần nữa nhé. Cái lệnh tạo dãy nhanh ở trong Python. Cái này rất hay dùng trên thực tế. Lệnh tạo dãy nhanh. Dãy nhanh. Cái lệnh này là rất rất hay dùng ở trên thực tế nhé, rất hay dùng luôn. Chúng ta chú ý nó giúp chúng ta là tạo ra cái dãy, nhưng mình có tập như lúc nãy tôi nói đấy, là rất nhanh luôn nhé. Thế lệnh này là như sau này, tức là tổng quát là như sau nhé. Tổng quát là cho trước cái dãy A bất kỳ, chúng ta thấy cái dãy A bất kỳ, sau đó này là tính tính cái dãy B là theo một cái tính dãy B từ dãy A, nhưng mà theo một công thức nào đó, theo một cái tính chất hay là công thức nào đó, công thức nào đó. Đấy. Tổng quát nó là như vậy. Được chưa? Thế thì như này, đây tôi mô tả cái đây là rất rất hay dụng như này. Thì đáng lẽ nhé. Đây là cái bài này về mặt lý thuyết là như thế này. Chúng ta viết là B, chúng ta tạo B là bằng là dãy rỗng này, xong là for x in A if x thì thỏa mãn điều kiện nào đó. Thỏa mãn cái điều kiện nào đó mà chúng ta sẽ tính được ấy, thì chúng ta sẽ bổ sung append cái x này vào. Thế đây là cái lệnh mà bình thường chúng ta vẫn đã biết rồi nhé. Hay nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ gộp tất cả cái này vào một lệnh thôi, thì người ta gọi đó là lệnh là tạo dãy nhanh. Thì ta làm như sau. Cái lệnh tạo dãy nhanh này như thế này, rất hay sử dụng lệnh tạo dãy nhanh. Tạo dãy nhanh. Đây. Bây giờ sau này viết là B bằng đấy, viết có B bằng là x for x in A ít một cái điều kiện nào đó. Ít một cái điều kiện. Đấy. Như vậy là đáng nghĩa là phải viết, đây là tôi gọi đây là một nhé. Phải viết là 1 2 3 4 lệnh, 4 lệnh. 4 lệnh. Chúng ta chuyển sang chỉ viết hai thôi, là viết đúng một lệnh thôi. Thì cách viết số 2 này là người ta gọi là cách là tạo dãy nhanh, thậm chí nó còn mạnh hơn nữa
là như thế này, là b có thể tạo như sau, b có thể không phải là x gì mà là một cái hàm f của x. Ví dụ hàm f là cái hàm là tính tổng các ước số của một đối của x gì hay là gì đó, là một cái hàm của hàm trị tuyệt đối của x gì chẳng hạn. F sau đó for x in a if điều kiện. Đấy. Đây gọi là ba. Thì ba là cũng còn tổng quát nữa, là nó lấy ra không phải là x mà là một cái fx, một cái hàm bất kỳ mà lấy từ a ra. Thì cái lệnh này là tất cả các lệnh này người ta gọi là lệnh lệnh tạo dãy nhanh nhé. Thì ở trong Python cái lệnh này nó giúp chúng ta được rất là nhiều luôn nhé, rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ cùng chúng ta cùng nhau mô tả một vài cái bài mà nó có cái này nhé. Này chúng ta quay lại cái bài này nhé. Đây. Bây giờ cái bài của chúng ta đây, bây giờ là a đây nhé, thì viết lại a này. A của chúng ta như này, bây giờ đầu bài của chúng ta là bài 1 là hãy liệt kê ra các phân tử là lớn không từ A. Không bằng đóng không thì tôi bỏ qua. Thì tôi viết đúng lệnh thôi đây. B bằng này. Lấy ra tất cả là x gì, xong là for x in A. Đấy. In A. Là if x lớn không. Nhưng mà chúng ta chỉ viết đúng thế này thôi. Đấy. Nó chính là cái này này. X for x in a x gì đó. Đấy. Bài này. Thấy không nào? Thế này. X for x in a x lớn không. Thì đây cái bài này, cái chuyện này lại là chỉ lệnh tạo dãy nhanh. Là đưa tất cả các phần tử x lớn không từ a vào b. Và enter. B chính là cái đó. B chính là cái là các phần tử lớn không đến từ a. Nhưng mà chỉ một lệnh thôi. Nhé. Bây giờ tôi làm cái bài số 2 là cho chữ cái a đây. C là hàm là các cái giá trị tuyệt đối của a. A cho chắc là cái này nhé. Thì cái làm bài số 2 như sau, BC sẽ bằng gì? B sẽ bằng gì? Cái hàm là ABS x đó. Là tuyệt đối xong là for x in a. Và cách thứ hai là C chính là đây này. ABX for x in A, đây là cái hàm mà lấy ra tất cả các cái giá trị lấy ra các cái tuyệt đối của x chỗ x từ A. Nghe bài số 3. D. Bây giờ D là gồm tất cả các số là bình phương của A. Thì làm thế nào? Rất đơn giản. Đây, phương nhé. Thì là x thì nhân x thì for x in A. Đây chính là cái dãy mà gồm tất cả các số bình phương của A. Enter để đây. Nhưng mà các bạn thấy cái dãy nhanh những cái các cái lệnh tạo dãy nhanh ấy, nó giúp chúng ta là chỉ cần một dòng thôi là tạo ra được các cái dãy, các cái list rất là nhanh. Cái này nó còn mở rộng ra. Cái A của chúng ta không nhất thiết phải là một cái dãy, không phải là một cái list. A có thể là một show, A có thể là một cái hàm range chẳng hạn. Lấy ví dụ nhé. Bây giờ chúng ta tạo nhanh một cái dãy M. M sẽ là gồm các gồm là gì? Gồm các cái là phương của các số từ 1 đến 100. Là 1 rồi sau đó là 2 mũ 3. 3 mũ 3, sau đó cuối cùng là 100 mũ 3 thì làm như nào? Chúng ta dùng cái này, ta tạo nhanh. Chúng ta thay cái A bằng cái hàm range. Chúng ta làm như sau như đây. Đây, là nhân y, for i in range từ 1 đến 101. Thấy không nào? Như vậy là chỉ là một dòng thôi, chỉ là một dòng thôi, và cái dòng này chính là lệnh tạo dãy nhanh, là đây là một hàm của y, chính là y mũ 3 đúng không nào? For i in range, đây cái này đóng vai trò chính là a, đây là một cái dãy số đấy, là cái dãy số từ 1 đến 100, và với mũ y như vậy chúng ta tính ra là đưa vào m là cái là y mũ 3. Chúng ta enter này, xong như vậy cũng cần một lệnh thôi. M này, m là các cái số lập phương từ 1 đến 100. Thế nó nhanh à, rất là nhanh. Thì đây là cái lệnh nhé, các bạn chú ý đây là cái lệnh tạo dễ nhanh rất quan trọng luôn. Điều chúng ta quay lại cái lệnh nhập từ bàn phím, một cái dãy số nguyên, dãy số thực gì đó thì làm rất là nhanh như sau nhé. Bìa đây,
Bây giờ tôi làm lại này. Bây giờ tôi như một cái này. Cái bệnh này chúng ta đã học rồi từ phần trên rồi, nhưng mà tôi muốn là dùng cái công cụ là tạo dãy nhanh. Chúng ta sẽ tạo dãy là nhanh như sau. Để nhanh nhập một dãy số nguyên từ bàn phím. Làm như thế nào? Phím. Được chưa? Thì đáng lẽ là viết như sau, đáng lẽ là viết là s bằng input, xong nó là gì, là nhập nhập dãy số nguyên, đúng không nào? Đấy nhé, như thế này này. Sau đó chúng ta biết dùng cái hàm a, lệnh a, chúng ta viết s split như thế này. Nhìn cho nhớ lại lần trước tôi học không, split split như này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ phải for i in range len a a. Sau đó chúng ta chuyển đổi từng phần tử một của a bằng in a. Đó. Vì là cái a này, từ cái s là một dãy các cái số nguyên nhé, thì a sẽ tách tách nó sẽ tạo ra một cái dãy gồm các cái phần tử của nó, các cái sâu. Và chúng ta sẽ phải chuyển từ sâu sang số nguyên. Sau đó đây chúng ta sẽ in ra, chúng ta sẽ print cái a ra, print cái a ra. Đấy. Nhé. Thì từ là nhập nhập dãy số nguyên một. Thế đây là cách chúng ta đã biết rồi. Chúng ta làm từ từ AI bị thường một dấu này, bị thường một dấu rồi. Ví dụ như là 12 này, 0 này, 0 này, 8 này, trừ 9 này, trừ 16 này, 9 này, 7 này, 9 này. Enter. Thế nên là ngay này. Tách ra thành 19, 0, 8, trừ 9, 16, 9, 9. Được chưa? Đây là cách làm bình thường. À, thế thì chúng ta sẽ chuyển sang làm cách dùng làm nhập nhanh. Một dạy nhanh chúng ta chỉ có biết viết một dòng thôi là như sau. Bây giờ tôi sẽ làm lại, nhưng mà tôi sẽ phải ghi sang là bài số 2. CVS sang copy cái này, tạo một mệnh mới nha nhé. Từ new cái mới nha. Bàn phím tạo dãy nhanh, các bạn thấy là rất nhanh luôn nha, tạo dãy nhanh. Chúng ta không cần thiết là phải không cần thiết là phải viết dài này, chúng ta bỏ tất cả cái này đi, chúng ta làm cho một lệnh thôi nhé. Đây nhập này, thế nhé, chúng ta dùng lệnh a, này bằng này. Đấy. Nhanh nhé, đây dấu này đúng không? Dùng hàm in in x for x in. Đấy. In cái gì, in game là for x in, rất nhanh nhá. In cái gì, in cái dẫn là input này này và chấm split, chấm split đóng này này. Đấy. Nhé, đăng lại này, lệnh này như sau này. Chúng ta đây chính là một cái dãy nhập bàn phím, dùng lệnh split cho tách ra thành thành một cái dãy, các phần tử là sâu là các chữ số. Sau chúng ta dùng hàm in, chúng ta chuyển ra và đưa tất cả thành một dòng. Đấy, bởi vì chúng ta in này, chúng ta in. Vậy là bài này có ba dòng, hai dòng, dòng số 3 là chỉ dòng in ra thế này có đúng một dòng, nhưng mà cái bài như vậy là cái việc bài phím chỉ cần đúng một dòng thôi. Đây nhập dãy số nguyên nhé, chúng ta nhập dãy số nguyên, chúng ta đây là hai. Bạn thấy nó nhanh không nào? Bây giờ chạy thử nhé. Đây 0 0 trừ 8 trừ 10 12 1 2 3 4 17 enter. Vẫn thế, kết quả ra vẫn đúng như vậy. Nhưng mà cái việc mà làm rất là nhanh, chúng ta sử dụng cái khái niệm là tạo dãy nhanh. Cái này rất là hay, cái này cái là trong trong sách không có đâu, nhưng mà cái này chúng ta theo tôi thì là
Khi mà dạy cái này thì các bạn không có dạy thôi, nhưng mà đối với lớp học sinh giỏi ấy, thì nên dạy. Coi như một kỹ năng yêu cầu các em phải biết. Khi mà đi thi ấy, học sinh giỏi ấy, thì chẳng ai ngồi viết lâu như thế này. Chẳng có ai lại ngồi viết đây này, chẳng có ai ngồi viết như này nó dài lắm. Chúng ta chuyển sang nhập cho nhanh, đây chúng ta viết lại nhanh. Thì đây là cách của ta hay viết, hay những người mà làm Python mà quen thuộc ấy thì nó rất là dễ. Rất là dễ. Chưa? Đưa vào thành một dòng thôi. Bây giờ tôi lại những cái lệnh mà chúng ta nào trước chúng ta tôi bảo cái lệnh mà tạo ra, mà ví dụ như cái lệnh tạo ra n số 0 nhé, thì chúng ta bây giờ không, chúng ta làm là à, không phải một cái tạo ra một cái mảng, một cái dãy số gồm n số 0 thì tôi làm như sau. Tôi viết n, tôi là viết n bằng 20 chẳng hạn, tạo ra một dãy là 20 số 0. Chúng ta có thể viết là a bằng đây, có thể viết a bằng 0 nhân với 10 nhân với n. Đây đây là một cách cũng được nhé. Cách thứ hai là dùng gì, là dùng dùng tạo nhanh. Chúng ta dùng a, chúng ta viết như này, a bằng 0 for i in range n. Nhưng mà chỗ này luôn là không nhé, nhưng mà là for i in range n. Chỗ này chính là for i chạy trên cái dãy n, từ n số từ 0 đến n-1 tới n lần, nhưng mà mỗi lần như vậy chỉ là số 0 thôi. Đấy. Nhá, nhưng mà nó chính là a, nó vẫn là nó a, nó chính là n số 0. Như nhau. Như vậy là cách viết này này, à, cách viết này là giống cách viết này. Cách viết này thì cách viết này thì ngắn 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 gọn hơn. Nhưng mà cách này thì lại rất quen thuộc đối với những người làm quen với cái lệnh là tạo dãy nhanh. Thì chúng ta chú ý nhé. Nó lệnh tạo dãy nhanh là một lệnh rất là hay, rất là tuyệt. Nói chung là cái lệnh mà thường xuyên dùng những thực tế, mà sau này nữa các bạn sẽ dùng cái này để làm, không phải tạo dãy mảng một chiều, mà tạo ra mảng hai chiều cũng rất là thuận tiện, được chưa nhé. Bây giờ tôi làm bài tập này nhé. Bây giờ tạo một cái dãy A như sau này, gồm là n số, nhưng mà nó cứ 0 1 0 1 0 1 n số, tức là n 0 1 với n là chẵn, thì là suy ra nó có n chia 2 số 0, n chia 2 số lẻ. Của n là lẻ thì nó sẽ có là cái số 0 sẽ nhiều hơn n số 1 là một số. Thì làm như nào, nên là cứ 0 0 1 0 1 0 1 đấy. Thì có ai có suy nghĩ là làm cho nó nhanh nào nhé. Thế là bài tập như sau nhé, bài tập là như sau. Bài tập là đây, chúng ta thử bài tập hay hay đây. Bài tập là cho trước n nhé, cho trước n này. Ví dụ như n 6 cần tạo nhanh cái dãy như sau, là 0 1 0 1 0 1. Dãy này là gồm có là n số, nhưng mà nó liên tục, nó là 0 1 0 1. Thì làm như nào? Đấy, thì chúng ta cái này thì hơi khó một chút đúng không? À, đây thì chúng ta làm như này nhé. Chúng ta làm như sau. Bài đọc nhiều cách lắm. Một cách là như sau. Chúng ta phải phải đánh viết một cái hàm. Viết một cái hàm. Thì hàm đó có nghĩa hàm đó là, nếu mà là cái hàm là tôi gọi cái hàm đó là hàm e đi. Hàm e này phụ thuộc vào số k. Nếu k mà là chẵn ấy thì ek bằng 0. Nếu k mà lẻ thì nếu k mà là lẻ thì ek bằng 1. Thì như sau, những đề hàm tôi viết là df này, df e này, hàm 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 có một chữ e thôi nhé. Đấy. Sau hàm như sau này là gì, k là số nguyên đúng không, mà k là số nguyên là dương ấy. K là số nguyên dương nhé, thì hàm này trở lại là nếu nếu k là chẵn thì trở lại là không, k là lẻ trả một chín. Và hàm này nó chính là gì, chính là cái em không cần thời gian lại, thôi không cần, ta làm luôn cái bài bài kia luôn cho các bạn xem nhé. Như vậy là chúng ta không cần hàm e này, chúng ta làm luôn, không cần cái hàm e này.
Vì sao? Là vì như này, vì là cái 1,0 này suy ra đây chính là cái số dư của cái số k chia cho 2. Nếu mà k là chẵn thì chính là 0, k bằng lẻ thì là 1. Đấy. Được chưa? Thì như vậy là như sau này. Bài này làm như sau nhé, chúng ta làm như sau. Ta viết là a, không cần dùng hàm e nữa, làm luôn cái bài này. Đấy. Là k chia cho 2 là dư nhé, for k in range n, một dòng thôi. Chưa? Vì tôi chưa giao đây enter, thì hiện đây n đang 20 thì a đang như thế này. Bây giờ tôi thấy n bằng 7 nhé, n bằng 7 thì sẽ là như thế này, n bằng 7 nhé. Thì cái hàm này sẽ tạo ra là 4 số 0 và 3 số 1. A nó sẽ là 01 01 2 4 6 7. Nó sẽ là 3 số 1 và 4 số 0. Như vậy là cái 01 này chính là cái này, tôi tìm ra cái hàm rồi. Không có tôi đi làm cái hàm E, nhưng mà hàm E chính là cái số dư của K chia 2. Như vậy rất là hay rồi. Được chưa? Như vậy là cái em là em là tạo tạo dễ nhanh, nó rất là hay chị ạ. Cái từ tiếng Anh của nó là như này, cái lệnh này các bạn tra trên mạng quả thấy ngay là cái từ này nó gọi là list comprehension. Cái này, cái tạo dễ nhanh này nó không chỉ với list đâu, mà với rất nhiều, với tất cả các dữ liệu khác, với tất cả các dữ liệu mà nó gọi là, trong tiếng Anh nó gọi là dữ liệu thùng ấy, dữ liệu mà nó gồm, nó chứa nhiều dữ liệu khác ấy. Thì cái này là cái rất hay luôn. Được chưa? Điều chúng ta sẽ còn bài gì nữa không nhỉ? Bây tôi làm thêm một cái vài bài khác nhé. Nó hơi hơi khó một chút thì chúng ta cùng cho chúng ta mà thử nhé. Đây, bây giờ làm bài như sau này. Là cho trước dãy A nhé, dãy các số nguyên, dãy số nguyên của A này. Bây giờ cần cần tạo dãy B, cần tạo một cái dãy B bao gồm các phần tử khác nhau. Từ A. Ví dụ như là A thì cho bằng một cái dãy cho đây này, dãy sẽ là 0 1 8 0 0 2 1 9 3 2. Đấy. Được chưa? Thì kết quả là phải như sau. Kết quả là bên nó phải lấy từ A ra, nhưng mà nó phải bỏ qua những cái chỗ trùng nhau. Nó sẽ phải là 0 này, 1 này, xong nó sẽ là 8 lấy được này, 0 bỏ qua này, số 2 lấy được là số 1 bỏ qua này, số 3 nó phải là dãy như này. Được chưa? Thì là có cái nào làm nhanh này. Đấy. Chưa? Này làm như sau nhé. Rất đơn giản thôi, là như sau. Chúng ta cũng duyệt duyệt trên trên dãy A, và sau đó chúng ta sẽ đầu tiên cho B bằng rỗng, duyệt cho dãy A. Nếu mà x phần tử đó mà thuộc B rồi thì cho bỏ qua, chứ vẫn đã gặp rồi bỏ qua, còn không thuộc B chúng ta đưa vào B. Đấy, cái làm như là như sau. Chúng ta đặt tập B bằng rỗng này, sau đó là for x in A. Bài này thì rất là khó làm bằng bằng tạo tạo, tạo nhanh, nhưng mà các bạn có thể về nhà nghĩ xem có thể tạo nhanh được không. Nhưng mà như for x in A, sau đó là gì? Sau đó là if nha. If in B. Đây. Nếu mà x thì không thuộc B thì có thể viết là not x in B, hoặc là x not in B cũng được. Hai cái là như nhau nhé.
nó có thể dẫn ra ngoài vòng trong. Nếu mà x not x in b thì chúng ta sẽ bổ sung append x. Được chưa? Cái bài này để tôi in ra, tôi print cái bên ra. Print bài này là tìm tìm dãy con các phần tử khác nhau. Các phần tử khác nhau. Nhưng mà ta chạy thử nhé. Chúng ta chưa, chúng ta đợi chưa chưa đưa đưa A ra đúng không? Không sao. Tôi để đây nhé. Lỗi bây giờ, lỗi vì sao không name error này, nó không hiểu A là cái gì cả. Chúng ta đưa chưa đưa cái này ra ngoài nhé. Đấy, tôi để nó ra ngoài, mình tôi sửa như sau. Tôi sẽ đây, tôi viết là A bằng rồi. Nó kết quả là 01823293 này nhé. Bây bài này tôi muốn viết thành một cái hàm. Cái hàm là đầu vào là A, đầu vào là A, đầu ra là B, làm như nào? Tôi chuyển thành hàm nhé. Thì hàm tôi làm như này, bây tôi đã copy tôi như cái mới này, tôi làm như cái mới nhé. Tôi như là viết thành hàm cho nó dễ hơn nhé, cho nó hay hơn hàm, viết một cái hàm. Tính đưa ra dãy còn các phần tử khác nhau của A. Khác nhau. Wow. Được chưa? Cái này tôi biết là cái hàm này, hàm nó gọi là dãy còn này. Dãy còn khác nhau này. Đó, cái này nhé. Đầu vào là A. Đầu vào là A. Và đầu ra là gì? Đầu ra là cái là dãy B cùng các phần tử khác nhau của A. Đấy. Sẽ còn khác nhau nhé. Thì làm như vậy thôi, tôi bây giờ viết là b bằng rỗng này, xong đó là for x in a, cho x duyệt trên a, sau đó là kiểm tra if not x in b thì tôi b append x đưa b nhưng mà thử những phần tử mà chưa thuộc b thôi, tức là những phần tử khác nhau, còn nó đã thuộc b rồi, tức là nó gặp trong b rồi, là nó gặp trong a rồi, thì như vậy cho không được vào nữa nhé. Đây, mà sau đó chúng ta sẽ đây này, chúng ta return b. Bây giờ chúng ta đặt a này đây. Chúng ta viết b bằng dãy con khác nhau của a và chúng ta sẽ print a ra ngoài, print b ra ngoài. Phần trên là phần mô tả các cái hàm, ở dưới là cái và là phần chính nhé. Chúng ta ghi ra đây là cái bài này và với cái cách làm số 2 2 nhé. Chúng ta chạy thử nhé. Vẫn là 018293 này không nào. Được chưa? Nhưng mà hoa chúng ta là tôi vừa mới trình bày xong các bạn cái phần nó gọi là list comprehension, cái phần theo tôi là phần cái chủ đề rất là quan trọng. Tức là cái chủ đề này là như này này. Thế thì biết ở trong sách giáo khoa thì không có, thì trong chương trình cũng không, trong chương trình tin học thì nó không đưa vào trong 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 đề cương, không có. Nhưng mà trong sách giáo khoa tức là cái tri thức phần có tri thức cũng không có. Nhưng mà đương nhiên là học sinh phải biết. Sang năm lớp 11 thì học sinh đương nhiên phải biết cái này. Thì sang năm là
sang năm cái chương trình Python của sang năm là phần là lập trình thuật toán, tức là phần là kỹ năng lập trình, tức là những phần gọi nó gọi là nâng cao hơn ấy. Thì cái việc tạo dãy con bằng bằng tạo nhanh này đương nhiên học sinh sẽ phải biết được chưa. Đấy. Thì phần này tôi sẽ ngày mai tôi sẽ đưa các bạn một số các bài tập nhé. Phần này nó có rất nhiều bài tập luôn đấy. Ta cùng nhau làm và cùng nhau rèn luyện mình qua những cái phần này nhé. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé, hôm nay tôi các bạn có hỏi gì không nhỉ? Ở trong các bạn nào mà mua cái cuốn của tôi, cái cuốn Python cơ bản của tôi, thì trong đó cái phần mà gọi là bắt lỗi là tôi biết rất là nhiều, cho nó có rất nhiều tính năng hay, nhưng mà rất tiếc là trên lớp này không không nói được nhiều và trong chương trình cũng không có, cho nên là ít như các bạn nên 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 tìm mua cái cuốn sách mà tôi viết, cuốn sách tập Python cơ bản, trong đó tôi viết rất là kỹ cái phần mà liên quan đến bắt lỗi và các lỗi ngoại lệ. Cái phần đó là phần rất là hay nhé. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ Có ai hỏi gì không? yeah. Dạ thầy, thầy cho con em cái xin cái link này mua sách của thầy vậy ạ. Link mua sách nhé, các bạn biết rồi không nhỉ? Chưa biết à? Đây nhé Dạ các bạn vào chúng đây ạ. như này, cho các bạn xem, các bạn vào đây này, mì các bạn vào và đây, mì các bạn vào đây. Đây các bạn vào cái link này là đây nhá, cái tủ sách này các bạn cứ tra cái từ là tủ sách CS4S nhé, thì cho nó có rất nhiều cuốn, cho nó cuốn Python cơ bản, các bạn cứ nhắn tin vào đây thôi là nó có nhé, cho nên nó có cái cuốn sách này, tôi nhớ nó nằm ở đâu trong này này, Python cơ bản đây này, cuốn này này nhé, đó nhớ rồi, các bạn vào đây các bạn tìm mua nhé. Cảm Trong cuốn này là ơn tôi thầy ạ. ghi rất là đầy đủ riêng cái phần về về gọi là gỡ lỗi, bắt lỗi đấy, là đầy đủ luôn. Thôi chúng ta nghỉ nhá. Dạ, em chào thầy ạ. Bye.